nhà nào cũng rất là muốn trồng hoa trồng kiểng, nhưng mà giống như nhà ở dưới quê ba mẹ của em á, trồng rất rất là nhiều, nhưng bắt buộc là phải có người lao động, có người chăm sóc. Nhưng cái vấn đề mình tưới thì cũng rất là ok, cũng có thể dành thời gian, nhưng mà mình có đủ thời gian để mình chăm sóc, đặc biệt là sâu bệnh nè, hay là lá cây rụng nè, hay là rất là nhiều thứ. Chỉ cần cha mẹ em mà lên thăm em thôi, hai ngày sau về là mảnh vườn rất là nhiều lá rụng và bề bộn cỏ mọc lên. Thì em nghĩ là không biết là cái chuyện là phải có thu nhập cao, phải có người làm mình mới có thể trồng cây xanh. Nó sâu vào vấn không, đề không nghĩ về đâu Trường. Mình thích thiên nhiên, mình thích cây xanh, nhưng mình chưa yêu nó. Trường phải yêu nó kia thì Trường mới chăm sóc được nó. Một chỉ cần thấy là cái lá vàng là Trường cảm thấy nó băn khoăn trong lòng rồi. Thế thì làm sao mà cây có thể nó yếu đi được. Mình phải thực sự yêu nó kìa. Thì lúc đó nó mới yêu lại mình. Thiên nhiên mới phục vụ lại mình.